thầy cô và các bạn đã đến với chương trình Phát thanh Măng Non kỳ 1 tháng 5. Trong kỳ phát thanh này, chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật một người bạn đặc biệt của chúng ta nhé. Đó chính là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lập nên những chiến công hiển hách, lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu. Những thắng lợi ấy đã ghi danh mốc son chói lọi, làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, dân tộc anh hùng. Trong những thành tích đáng tự hào ấy, có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng thiếu niên, nhi đồng, mà nòng cốt là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngược dòng thời gian, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử, ý nghĩa ngày 15 tháng 5, ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 3 năm 1931, đảng ta đã sáng lập ra Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, và giao nhiệm vụ cho đoàn trực tiếp phụ trách việc giáo dục thiếu niên và nhi đồng, tổ chức con em thợ thuyền, nông dân bị áp bức vào các tổ chức thích hợp với các em lúc đó như Đồng Tử Quân, Hồng Nhi Đội, tiền thân cho đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hiện nay. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 họp và ra những quyết định cực kỳ quan trọng, trong đó có chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết toàn dân đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đúng vào lúc ấy, ngày 15 tháng 5 năm 1941, Đảng ta đã ra chỉ thị cho đoàn thành lập đội thiếu niên tiền phong và hội nhi đồng cứu phong và tổ chức thí điểm ngay tại Bắc Bó, Cao Bằng. Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử đối với công tác thiếu niên và nhi đồng ở nước ta. Vì thế, ngày 15 tháng 5 năm 1941 được coi là ngày chính thức thành lập đội. Hoạt động của đội thời kỳ này nhằm vào mục đích dự bị và giúp đánh Tây, đánh Nhật, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Các em trong đội được tổ chức học quốc ngữ, học hát những bài ca cách mạng. Các em còn tham gia bảo vệ cán bộ cách mạng, làm liên lạc cho các đội cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Anh Kim Đồng, tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thiếu niên thời kỳ đấu tranh cách mạng, đã anh dũng hy sinh ngay bên con suối Lenin, gần hang Bắc Bó của Bác Hồ, bảo vệ cán bộ thoát khỏi vòng tay của kẻ thù trong hoàn cảnh hiểm nguy. Sau cách mạng tháng 8, Hội Nhi đồng Cứu Phong được đổi tên thành Hội Nhi đồng Cứu Quốc. Tháng 3 năm 1951, hội đổi tên thành Đội Thiếu Nhi tháng 8. Trong giai đoạn này, các em đã tham gia công tác trận quốc toản, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ neo đơn. Tiêu biểu cho thế hệ chống Pháp là Lê Văn Tám Sài Gòn với danh hiệu Bất Tử, Em Bé Đuốc Sống. Hay Dương Phân ở Hà Nội tự tay bắn chết 3 tên Pháp và hy sinh anh dũng tại trận phục kích địch ở trận Xấu Giá, Sơn Tây. Hay anh hùng Vừa A Dính ở Lai Châu và còn nhiều tấm gương anh hùng trẻ tuổi khác. Các đơn vị nổi tiếng như đội thiếu niên du kích Đình Bảng, đội thiếu niên du kích Thành Huế,
hay đội thiếu niên du kích Đồng Tháp 10, vân vân. Hòa bình được lặp lại, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 2, tháng 11 năm 1956, đội thiếu nhi tháng 8 được đổi tên thành đội thiếu niên Tiền Phong cho cả hai lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Ngày 19 tháng 3 năm 1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng lại giao cho Trung ương Đoàn tổ chức riêng lứa tuổi nhi đồng vào đội nhi đồng tháng 8. Vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội, ngày 15 tháng 5 năm 1961, Bác Hồ ra lời dặn 5 điều tiếng nói mở đầu phong trào thi đua học tập, làm kế hoạch nhỏ, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đội viên và thiếu niên trường cấp 1 Hải Nhân ở tại Thanh Hóa, trường cấp 2 Bắc Lý ở Hà Nam Ninh, trường cấp 1, cấp 2 Cẩm Bình ở Nghệ Tĩnh đã ghi vào lịch sử đội những trang mới. Năm 1962, từ xã Liên Sơn ở Tiên Sơn, Hà Bắc đã khởi phát phong trào thiếu niên làm nghìn việc tốt. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, thiếu niên hai miền Nam Bắc đã biểu lộ tinh thần yêu nước nồng nàn, cùng gia anh đánh giặc. Truyền thống anh hùng của Kim Đồng, Lê Văn Tám được tiếp tục phát huy với tên tuổi của Đoàn Văn Luyện, Cơ Ba, Cơ Lơn, vân vân ở miền Nam, hay ở miền Bắc chúng ta có Nguyễn Bá Ngọc hay Nguyễn Đỗ Hùng. Các em đã góp phần xứng đáng vào công việc sản xuất, bảo vệ trị an, nêu lên những tấm gương học tốt và tham gia tích cực công tác Trần Quốc Toản. Thiếu niên Việt Nam đã làm tròn trách nhiệm đảng giao. Phần lời Bác dạy, làm nghìn việc tốt, chống Mỹ cứu nước, thiếu niên sẵn sàng. Sau khi Bác Hồ mất, ngày 30 tháng 1 năm 1970, thể theo nguyện vọng của thiếu niên và nhi đồng cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cho đoàn và đội mang tên Bác. Và từ đó đến nay, đội đã có tên Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Từ tổ chức 5 đội viên đầu tiên do anh Đức Thanh làm tổng phụ trách đội đã nhen nhóm ngọn lửa cách mạng. Và ngày nay, đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh đã có hàng triệu đội viên, vài mang khăn quàng đỏ thắm, tiêu biểu cho thế hệ măng non của đất nước, niềm tin và hy vọng của Tổ quốc Việt Nam. Ngày truyền thống của đội 15 tháng 5 mãi mãi sẽ là ngày hội của thiếu niên nhi đồng Việt Nam, lớp này đến lớp khác, thể hiện niềm tự hào về đảng Tiên Phong, về dân tộc anh hùng, phấn đấu đạt danh hiệu quen thuộc mà cao quý, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là người kế tục tương lai sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
thời trang sử đội ta do nhạc sĩ Trương Quang Lộc sáng tác cũng đã khép lại chương trình phát thanh mầm non kỳ này. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.